Sau trận thi đấu này sẽ là trận thi đấu giữa Đông Quang và Bê Được. Sau trận thi đấu Đông Quang và Bê Được sẽ là trận thi đấu Đông Kiệm và Đô Xuân. Hai đội vẫn đang trong tư thế tay đua. Hai đội xanh gần 2 nhật. Tư thế làm bò 30 giây với tiếp theo. Hai đội đứng để tiếp tục thi đấu. Vâng, một tiếng cuốn trở vào. Rất cảm ơn bốn cuốn trở vai. Đội tài quân đội xanh tiếp tục được 2 điểm. Xanh đang muốn bốc đỏ lên khỏi mặt đất. Đỏ đang dồn mình để chống bước đánh của xanh. Xanh đang dùng tướng tay gáy đánh đỏ. Ở phía dưới là mò 30 giây. Không ai tiếp theo. Xin mời hai đội về phía đứng ở ra sới để tiếp tục thi đấu. Trận đấu được tiếp tục. Hai đội vẫn đang vơi một miếng bốc một của đô xanh, nhưng đô đỏ cũng rất tinh quái. Miếng đánh vừa rồi, xanh được 2 điểm, đỏ được 2 điểm. Xanh đang khép hết lách. Hai đội vẫn đang trong tư thế tay đua. Tiếng trống của trọng tài trống cũng đang tiếp tục thay đồ thi đấu tiếp tục. Về chiều cao và cân nặng hai đô bằng nhau. Hai đô đều nặng 62 kg. Chiều cao thì chênh nhau 1 phân. Hai đô vẫn đang trong tư thế tay đua. Trọng tài nhắc nhở hai đô không thi đấu ra khỏi vòng tròn rung. Một miếng dưới gáy giả trên đánh dưới, một miếng bốc không thành. Vâng, một miếng cuốn của đô đỏ, một miếng cuốn của đô xanh không được, một miếng cuốn của vòi không có điểm. Đỏ có rất tinh quái, xanh tinh quấn nhưng đỏ đã ôm chân để cho xanh không có tư thế quấn mình. Ở tư thế làm bò 30 giây. Không đánh tiếp theo, xin mời hai đô về tiếp theo đứng. Trọng tài cũng nhắc nhở hai đô buông lại tóc. Trận đấu tiếp tục. Đó ngang vai của đô xanh, đô đỏ cũng rất tinh quái. Đô đỏ đang vận động, đứng đánh rời đỏ được 2 điểm. Một đứng vận toàn của đỏ rất nhanh. Một đứng bắt đô đỏ tiếp tục được 2 điểm. Đỏ đỏ có đưa xanh về đưa đối được bóng không? Đã có thắng thua trận đấu. Xin mời hai đội về cho sửa được kết quả ở 57 giây.
ban trang phục đỏ đó là Đô Quân đã thắng tuyệt đối Đô Phương, chỉ chúc mừng Đô Phương. Mùa giải năm nay đỏ là anh của xanh, kẻ mùa giải sang năm.